dễ mà. Đó, thấy chưa, hai con đua. Ui, con bị gì à? Nhõng lên này. Dính cái chui á. Cái trong này mình mới nứt da, mà đây không nứt da. Đó, trời ơi. Cả cái gặt á. Không chịu. Vô thôi, vô là vô cái gặt. Rồi, hello mọi người nha. Và anh em cũng chào mọi người nha. Hôm nay chủ nhật mọi người trở lại với kinh Chí Công Malaysia. Ba anh em hôm nay cũng đi vào trong cái khu rừng này mọi người. Vì hôm nay là nước nó lớn nha mọi người, rất là lớn luôn. Trong thời gian này mấy anh em cũng chuẩn bị cái thứ để đi sâu vào bên trong này để cua. Thì bây giờ cái thời gian này nước nó chưa có lên. Mọi người cũng thấy là cái mực nước thủy triều ở ngoài đây rất là cạn nha. Đó. Nước thì bây giờ chưa lên đâu mọi người, chắc là tầm khoảng nửa tiếng sau. Ồ không phải nửa tiếng mà là cứng cứng khoảng tiếng đồng hồ sau á, nước nó mới lên. Này, nước nó còn lé đé ngoài đây nè, đây là chưa có lên đâu. Giờ mình phải chuẩn bị tất cả các khâu trước. Mình đặt lợp, mình bỏ mồi vô lợp trước đã. Một số lợp này mọi người, ở nhà thì cũng để 20 cái, đem theo cũng 20 mấy cái mọi người. Nhưng mà lý do là lợp mình lâu rồi, còn không có mua lợp mới á, nên nó bị rách. Thạch nữa thì giá lại bữa này tận dụng cái cũ mà kêu bỏ thì không bỏ, mà mua thì nó nhiều quá. Một cái vậy mình đặt tầm khoảng mấy năm hả thật, cái nguyên cái lô lợp này mình đặt mấy năm trời đó. Một cái vậy là tính tiền Việt Nam mình là nó 50.000 rồi mọi người. 50k giờ nhiêu? Giờ mua hơn 12 60.000 giờ cũng 12 kinh thôi chứ nhỉ, 23 kinh không? Một lần thì 10 kinh bên đây thì 50.000 tiền Việt. 8 kinh hả? Bên đây giờ này lên 12 kinh rồi. Giờ biết đó thì nó đang cộng mồi 60.000. 12 kinh là 60.000 tiền Việt. Ba tiền lên rồi. Mồi nè mọi người, đây là cái cục thịt gà nè. Cục thịt gà này là mình mua cái xương của gà xong rồi chặt ra nhỏ vậy nè. Cột vô cái lợp. Mỗi lần đi như vậy á, mấy nàng cũng tốn tầm khoảng 60.000 tiền mồi. Đó. Mỗi lần đi về là 5-7 kg cua. Còn bên đây là cua là không bán, mấy em ăn không à? Chia nhau mà ăn, không có bán. Một lần nào đi cũng 5-6 kg, 6-7 kg hết đó. Cái thứ bảy chủ nhật nếu mà có nước thì đi. Cũng tùy theo con nước, một tháng vậy cũng có được có 2-3 ngày có nước thôi. Nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật, còn những ngày thường thì mấy em đi làm công việc khác không có đi được. Đi xuyên thiên chợ. Cột lợp xong rồi bây giờ mấy em bắt đầu xuống lợp mọi người. Mình cứ xuống dọc theo mấy cái mương này. Mấy cái đường nước này tí xíu nữa nước nó chảy lên hết mấy cái đường này. Cua nó len lỏi nó trốn ở trong mấy cái hốc cây. Này mình thật là bây giờ. Đặt ở đây. Cho lợp xuống ở đây. Có một cái mương mấy cái đường rãnh nước biển chảy ra chảy vô này, mấy anh em cũng đặt này mấy năm trời. Mình đi sớm chút xíu là có cho đặt. Sớm chút xíu là có cho đặt là có cua. Tiếp theo. Xin. Nước ban đêm nó lên cao. Còn về bây giờ sáng á mọi người. Nước nó chưa lên á. Chỗ này là chỗ. Cái này là chỗ điểm, ổng thạch đặt một tắc một vô mấy con luôn, 3 con 4 con nhưng mà lụm cây mấy cái lụm như vậy là nó dễ trú ẩn không mọi người. Giờ thấy mấy cái hang này, cái hang này vừa có thời lòi mà vừa có cua luôn. Có cái hang là có cua có thời lòi á, mà cua nó ở chung sâu lắm, mình không bắt tay được, nằm sâu trong 3-4 mét á. Dọn ra cho chống chống dễ xíu thôi, mình lôi lên nó dễ chứ thôi là mình lôi dưới cây mình lôi ra lấy luôn. Mình đi xuống đi dạo nè, giờ biết nó lại đằng kia, giờ biết nó thuốc kia.
sáng thì vô đây là chim kêu dưỡng thú nha mọi người. Cho thật với cho biết hai anh em đặt ở đây mấy cái lề này đi. Ông sẽ đi vòng vòng mấy hốc cây cùng kiếm hàng thôi xíu cho thật đó, bắt hàng chứ. Nãy là mấy anh em công lại đặt cua nha mọi người. Bây giờ nước mọi người thấy nè, nước lớn nè. Và công mấy anh em cũng đang đi trong cái bìa rừng, đi trong bìa này để đi lại cái cuối, bắt từ bắt đầu từ đầu trong thầm ra. Mọi người thấy nước ở đây là cặp ở trên cặp mé nó không có nước, nhưng mà ở dưới đây thì nước nhiều rồi nha. Nào, mọi người xem nè, nước nó ngập hết rồi nè. Đó, ngập hết khu này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng 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 đi lại cuối á, mình thăm dài ra. Rồi, công mời cả nhà theo chân của mấy anh em công nha. Giờ mình đi thăm thôi. Ô ra ô. Nào mọi người. Ôi ôi. Nào mọi người thấy chưa? Cua về, cua về. Cua về, cua về. Cua. Bé đừng cua lại các bạn. Nè giáp bà rùa mà xua là cái ta ngon có nhau kèo. Giờ mấy anh em con sẽ đi thăm dọc rừng này. Hồi nãy ngoài mình đặt vô xong rồi mình đi vòng là phía sau mình xong lên xua này cũng mới được 15 mét, còn mấy kia mấy cái khu này thì chút xíu nữa làm sao mới đặt xuống ngày đến nước. Cái này là cái này là cua bắt đầu chạy rồi mọi người, ăn con nước một nước hai. Đồng hồ, hai con đồng hồ. Mấy con cua bé bé như thế này mình thả mình bắt không? Đó. Chưa đủ tôi ăn. Mấy con này giờ cũng ngon. Này đó. Đó. Hả? Cái vô cua đằng đây nè. Bên đây mà. Mới, chứ mới, chứ không. Đỉnh. Cái này thì kiểu gì cũng dính. Mấy cái đầu tiên cái này là ngon nhất. Mà la ca du cho các. Vô luôn, mới. Này nó ngon. À. Mới đặt đây. Nước nó mới lên này. Một là con nước một, hai là con nước hai dính rất là nhiều. Con nước một không dính thì con nước hai, tức là thăm lần hai. Cua đó lúng mà. Hai ba con luôn không? Được con. Solo solo cho mít. Thank you.
cái đây ba kiến à kiến cá, kiến cá không biết. Cái đầu tiên này chắc cái dương phải dính đi dễ mà đó, thấy chưa, hai con đua. Ui có con bị gì à, nhõng lên này. Già không? Già đổ ao luôn. Dạ. Dính cái ngoài bơi. Rớt liền. Bẻ luôn đi. Hai chị em là ghe hú hí luôn. Dạ ghe, ghe này đi. À, ăn cái sao? Ok. Cái bà này, cái bà. Dễ luôn. Woo. Mày. Chị nè, chị nè. Căng căng khanh mới lèo. Cặp, một cặp. Còn một cặp nó chịu chứ. Rồi rồi coi. Chua. Một cái. Dạ, hoe luôn. Ê, ra đi. Cao đi. Cao đi. Hai cái bên kia không? Một cái à. Một cái hai con nữa. Hả? Hả? Không vô luôn hết à? Ở đây tệ quá. Rồi, giãn qua bên kia. Đây là hai người bạn, người người Hoa nè mọi người. Để xe, để xe, để xe. Ở Khanh lấy tiền, lấy tiền chào. Vô Khanh tao rồi mà. Thấy chưa? Chưa? Có dừa, có ổ sứa. Ổ sứa à, cái xéo xéo đây. Có nhiều ta, ta phang ở biển hay. Lẹn chưa? Ha ha, quá chơi YouTube. Ông bà đã hỏi, bà được mấy con, nó được 5 con rồi. Ông bà mới được 2 con à. Rồi, trong nói là bà hỏi đang quay YouTube hơn á, ờ đang quay. Quá trời nước thật ơi. Này cắt dời vô trong á. Có không? Ô dính nè. Cua mà để trắng tươi à. Cái. Cái vô đi hồi bỏ sao. Hai chiến cộng luôn. Đang lợi dụng thời cơ này là mình phải thăm liên tục. Đang lợi dụng thời cơ này là phải thăm liên tục hả? Mọi người thấy nãy nước không? Cái khu vực này đâu có miếng nước nào đâu. Mà bây giờ hả? Ôi nó ngập lên tới khỏi bắp đùi mình luôn. Được không? Có đi ăn giòn không này? Thôi mày không đem lại mấy cái gốc cây đó mà đặt hả? Mấy cái gốc cây đó mới ngon á. Ok, bây giờ lên hai con mặc đồng hồ. Đó. Ít nhất thì cũng phải có cho người ta mừng chứ. Trẻ gái bình minh. Cái gì cũng phải dính con, hai con, hai con thôi. Cho anh em vui.
Dạ, vô. Cái xíu luôn. Cái tông này mình mới nứt da, mà đây không nứt da. Đó, trời ơi. Cái gạch á, chịu. Vô thôi, vô là vô cái gạch. Cứ thế, không cần nhiều. Cái này phải hai con, ngay cái đầu ngay ba. Giờ hai con nữa, ngay ngã đầu ngã ba luôn. Thôi. Trời ơi, nó đen kìa. Có con càng mà nó ăn rồi mọi người. Hãy vô hai cái, vô một cái. Trời ơi, nó già ăn cua. Rồi bà nhập lại đi, sao mai vô mít.